Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ năm, có nên sát sanh trong ngày chay không? Vào mùa thu năm Kỷ Mão 1939, lúc bấy giờ Đức Huỳnh Giáo Chủ còn đang truyền giáo tại thánh địa Hòa Hảo, dưới bến Tổ Đình có mấy người làm đá chẳng bắt cá linh theo nước đổ trôi xuống. Những người này cũng đã thọ giáo quy y với Đức Giáo Chủ. Theo quy tắc trong đạo thì đa số người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều ăn chay kỳ mỗi tháng 4 ngày. Buổi sáng sớm hôm đó nhằm ngày chay lạc mà số người đóng đá vẫn cứ tiếp tục đóng đá như thường bữa. Chiều lại Đức Thầy từ trên Tổ Đình ung dung đi xuống. Ngài thấy họ đang dùng cơm chay, ai nấy vẫn không thấy Ngài nói gì. Khi trở lên, Đức Thầy tiếp tục công việc trị bệnh. Cứ theo thường lệ, mỗi ngày sau thời cúng tối, những người làm đá đều lên Tổ Đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau giờ thuyết giảng đạo lý cho mọi người cùng nghe, Đức Thầy soi qua số người làm đá, nghiêm nghị hỏi: hôm nay quý ông ăn chay hay ăn mặn? Dạ bạch thầy, chúng con ăn chay. Thôi, từ đây thầy cho phép các ông ăn mặn, nhưng các ông đừng đóng đá trong mấy ngày chay nữa. Mọi người ngồi lặng thinh ngơ ngác, chẳng hiểu Đức Thầy muốn nói gì. Đức Thầy bèn giải thích: yếu điểm sự ăn chay là cử sát sanh, chứ không phải ăn chay để cho người ta khen mình là người có đạo. Nếu hôm nay các ông ăn mặn thì chỉ sát hại một vài cân cá mà thôi. Đằng này các ông ăn chay mà còn đóng đá bắt cá thì giết chết biết bao nhiêu mạng sống. Nghe lời giải thích chí lý của Đức Thầy, số người làm đá vừa hối hận vừa vui mừng vì đã được Đức Thầy dạy cho bài học quý báu, khiến họ nhận được chân giá trị của sự ăn chay. Viết theo lời của ông Lê Phát Quynh: phụ bạc, qua mẫu chuyện trên ai cũng thấy rằng hễ là người tín đồ nhà Phật thì phải ăn chay hoặc nhiều hoặc ít, nhưng chẳng phải ăn chay bằng hình thức mà phải ăn chay cả tâm trí nữa, như trong cửu khúc ông Ba Thới đã viết: miệng chay lòng phải trộn chay, miệng chay lòng chẳng thảo ngay ít gì. Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng bảo: chớ nam mô trì giới giữ trai, trai được tánh trai tâm mới quý. Xong, dù ăn chay kỳ hay chay trường cũng thế, đều phải biết tôn trọng mạng sống của các loài hữu tình để giữ trọn tinh thần từ bi bình đẳng. Bởi vì các sanh vật cũng có linh hồn thân xác, cũng biết tham sống sợ chết như chúng ta vậy. Thế mà hiện giờ cũng có nhiều người quy y đầu Phật đã sớm chiều tự nguyện giữ gìn theo giới luật của đạo, nhưng trong những ngày chay lạc họ vẫn còn săn bắt cá thịt để rộng nhốt hoặc đem ra chợ bán. Thiết tưởng những tín đồ thuần thành của đạo chắc không một ai còn dám làm như vậy, bởi Đức Giáo Chủ đã răn dạy tín đồ một cách cặn kẽ: không có sự sát sanh vô cớ nào có thể tha thứ được, và trong những ngày chay lạc hãy cử hạng.